sơ quan tâm và tinh tế thì chắc là tháng nào mọi người cũng sẽ phải giật mình thoát thoát xem là tháng này có dịp nghỉ lễ gì quan trọng đúng không ạ? Những ngày như là sinh nhật hay là đi ăn party thì không còn gì phải bàn nữa rồi. Vâng, vậy còn những ngày như là ngày đặc biệt của ngành du lịch này hay ngày lễ kỷ niệm này thì em nghĩ là cũng cần phải lưu tâm đấy ạ. Vậy thì trước khi đi vào chi tiết, mời cả nhà cùng điểm nhanh qua những sự kiện trong tháng vừa qua. Trong ngày 9 tháng 7 vừa qua, đại diện của Best Buy đã đến Cục Du lịch Quốc gia và các cơ quan khác liên quan như Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để tặng những lẵng hoa xinh đẹp nhân dịp kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng ta không chỉ tri ân những vị anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn cảm kích và tự hào khi trong đại gia đình Best Buy có bác Hoạt, người đã góp công lớn giải phóng đất nước, mang lại hòa bình và thống nhất cho Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đạt khoảng 7,6 triệu người, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Úc luôn nằm trong top những thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Và có đến 70% khách du lịch Úc khi đang du lịch sinh thái tại Việt Nam đã tìm kiếm những dịch vụ du lịch bền vững. Nắm được tình hình đó, Best Buy đã mở ngay một văn phòng tại Úc, cực kỳ khang trang, hiện đại và sang trọng. Vậy thì, cùng room tour thôi nào! Và địa chỉ mới của Best Buy tại Úc đó là tầng 20, tòa nhà 68 phố Beach, thành phố Sydney, Australia. Một buổi lễ quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay của Best Buy và đặc biệt luôn được chờ đón. Có những phần quà cực khủng, vô cùng giá trị. Để gặp gỡ và trò chuyện cùng những nhân viên xuất sắc nhất. Được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Được cọ sát và tham gia vào những chương trình trong khung giờ vàng của Best Buy. Lại một quý nữa thấm thoát trôi qua, đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng và đến với Best Buy để có được những chuyến du lịch vi vu khắp nơi. Và cùng với mọi sự nỗ lực ngày đêm của các Best Buyer, mọi người hãy cùng đón xem ai đã đạt được danh hiệu Best Seller và Best Review của quý này nhé. Thấy rồi thì không biết cảm nhận của chị như thế nào ạ? Đúng rồi, mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, cảm giác rất là biết ơn ban lãnh đạo công ty đã rất là biết lắng nghe đến những cái tâm tư nguyện vọng của nhân viên và đáp ứng được cái nhu cầu rất là số rất là nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa. Chị có dự định sử dụng chiếc vali này vào dịp gì và như thế nào ạ? Tất nhiên là đối với những Best Buyer rất là đam mê du lịch thì chị sẽ sử dụng nó để đi du lịch cùng với gia đình, bạn bè và người thân, cũng như là trong dịp team building sắp tới với công ty, chị sẽ sử dụng nó. Em cảm ơn chị, em chúc chị luôn nhận được danh hiệu Best Seller trong những quý tiếp theo. Xin cảm ơn công ty, xin cảm ơn cả nhà. Một lần nữa xin chúc mừng các cá nhân đã đặt danh hiệu Best Seller và Best Review. Và đã sang kỳ mới rồi, mọi người hãy cùng nhau cố gắng đạt được nhiều thành tích hơn nữa nhé.
Cùng hòa chung không khí nhộn nhịp của mùa cao điểm du lịch hè, team marketing nội địa đã phối hợp cùng ban truyền thông của Best Drive đã nỗ lực livestream hàng ngày với khung giờ cố định từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút, mang đến những thông tin tour, những ưu đãi hữu ích và cung cấp cho quý khách hàng của Best Drive những lưu ý, những cảm năng hữu ích khi đi du lịch trong và ngoài nước. Cả nhà hãy cùng đón xem và hãy ủng hộ cho những phiên live tiếp theo của chúng em nhé. Ngoài những ưu đãi cực hơi về du lịch, hiện tại Best Drive đang tích cực hợp tác với nhiều đối tác để mang đến những ưu đãi về dịch vụ làm đẹp, thời trang, sim du lịch quốc tế, nhà thuốc dành tặng cho khách hàng và các Best Driver. Ví dụ như ưu đãi của Pharmac là giảm 20% cho tất cả các mặt hàng. Ưu đãi của Jody, voucher giảm 100k khi mua đơn hàng nguyên giá từ 599k, voucher giảm 200k khi mua đơn hàng nguyên giá từ 799k, voucher 300k khi mua đơn hàng nguyên giá từ 1.099k. Ưu đãi của Lux Beauty Center, giảm 1 triệu đồng cho dịch vụ Heal Skin, Nano Skin, Meso Kim, giảm 5 triệu đồng cho dịch vụ Gym Face nâng cơ mặt. Và cả nhà hãy liên hệ đến Hải Trân và Thu Trang để nhận ngay những ưu đãi này nhé. Để khép lại bản tin nội bộ với rất nhiều ưu đãi, mời mọi người cùng dự sinh nhật của các Best Racer cho tháng 7 nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Happy, happy.